Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm tiếp tục cái series 1 sao vs 10 sao. Và lần này tụi mình quyết định là sẽ chơi ở sa mạc nha các bạn. Sa mạc Việt Nam mình thì làm Bào Trắng, Phan Thiết các bạn. Nói chung là ở Ninh Thuận, Bình Thuận rồi á. Phan Thiết nha. Và lý hôm nay tụi mình sẽ chia làm hai đội. Mỗi đội, một đội là 1 sao và đội thứ hai là sẽ là 10 sao các bạn. Đội 1 sao thì sẽ có 3 thành viên và mỗi thành viên là sẽ có 100k. 3 người cộng lại được nhiêu ăn? 3 người cộng lại được 300k. Quá hay luôn. Còn bên 10 sao thì sẽ có là gấp rất là nhiều luôn, đó chính là 30 triệu các bạn. Tức là mỗi người sẽ có 10 triệu. Tức là đội 1 sao sẽ có 3 người, mỗi người 100k. Còn đội 10 sao thì sẽ có 3 người, mỗi người 10 triệu. Và chơi theo team nha các bạn. Và clip này là cắm trại ở sa mạc. Và hiện tại là tụi mình đang livestream luôn, quay màn hình livestream cho các bạn coi không? Được bao nhiêu người xem em? 1.6 rồi. 1.6 rồi, tính tốt. 1.6 rồi, được rồi. Tính tốt của mình mới có 1 triệu follow thôi, nên có 1.6 bạn xem thôi. Tại vì mình thấy là có nhiều bạn nói mình phạt ke rồi cái kiểu bạn tóc hoa ke, nên hôm nay mình quay đích tích tóc của mình luôn nha. Đích tích tóc mình được hơn 1 triệu follow rồi. Bạn nào chưa follow thì nhớ vào link trong phần mô tả follow mình cái, cho nick mình nó hỏi pha ke nha bạn. Quá là nhiều bạn bình luận mình pha ke luôn, thật ra nick chính chủ nha. Và hôm nay là mọi người bóc một trái banh và có livestream luôn nha bạn, cho công bằng nha. Không sao đâu, tiếng máy lạnh vẫn chơi được. Vậy trước em. Em trước luôn hả? Ê, chứ xem cung quá à. 300k có sợ gì đâu em, không phải 10k đâu. Rồi. Đây đây đây, mấy bạn livestream TikTok nhìn thấy rõ không? Đây chúng ta được 1 sao các bạn, đây mình không được. Không có cái sao nữa, tức là vậy được 1 sao, cầm em. Đây là nhân phẩm của em. Hơn. Để lại nha em, anh sao thằng kia chơi. Đưa cho mọi người xem, ưu tiên mọi người xem. Wow. Mấy bạn nhìn thấy một lùm sao và có một con sao bự đằng sau không? Lùm sao bên đây là 9, cộng với ngôi sao bự này là 10. Hơn 10 sao. Bye bye. Rồi đại. Chắc phải qua chung tèm với anh Hương rồi. Wow. What the. Đại 10 sao các bạn. Đại 10 sao nha. Ba rồi. Cái lúc chung tèm còn nhớ bất lợi và xào lên nha. Đây 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 đây, các bạn nhìn thấy chưa, một đống sao luôn. Ba tụi mình, ba tụi mình. Vậy là trong đây chỉ còn có 2 trái banh thôi. Toàn thân. Chấm hỏi. Wow. Mừng sao. Mừng sao rồi. Mừng sao nha. Mừng mà chừng hết chín. Còn một. Rồi toàn của mình vậy luôn các bạn. Nói chung là nhân phẩm của ăn với vậy là nó không thể nào mà khá lên được bạn. Kỳ chưa được bóng luôn. Chưa được bóng luôn chứ anh. Thấy điều quen. Không sao không sao. Lần sau mình sẽ cho ăn bóng trước, ok. Dạ. Bóng trước bóng sau thì cũng vậy bạn, do nhân phẩm thôi nha. Nói chung là bây giờ là vậy là leo lên trên bàn này, đi qua bên đồng đội của em nhanh lên. Rồi đây là cái bên của bọn 1 sao các bạn. Đó chính là ăn, toàn và vĩ sẽ có mỗi người 100k để cắm trại trên sa mạc. Hơn, đại và mình sẽ có mỗi người 10 triệu để cắm trại ta sa mạc. Tức là tổng bên tụi mình là 30 triệu và tổng bên đây là 300k nha bạn. À, bao nhiêu lượt xem livestream em? 3k rồi, tức tóc mình quá ít người xem bạn. Bạn nào vô follow, nhắn qua điện thoại mô tả video cho mình một follow để mình hết phạt ke nha. Ok, đi mua đồ thôi. Rồi tụi mình đã đến Bào Trắng Phan Thiết các bạn. Một cái sa mạc mini của Việt Nam mình nha. Và bây giờ là mình sẽ review sơ đồ của 1 sao các bạn. Còn đồ 10 sao thì khá là nhiều nên chút nữa rồi review nha. Ok. Rồi bên 1 sao, 3 anh chàng đẹp trai xui xẻo. Chúng ta sẽ review. Đầu tiên là sẽ có cái áo gì của em đây? Dạ áo của em anh. Sơ mi tay dài. Ủa. Đây mình đánh vào mắt tụi mình là những tấm bạc của hội sinh viên nha các bạn. tấm bạc này là được sale rất là nhiều lần rồi. Và giá của nó vẫn là giữ nguyên 40k đúng không? Ba cái hùng để làm gì em? Dạ ba cái hùng này là hùng gạch tông làm liều của tụi em á. Là ba cái hùng này gộp lại là 36.000. 36.000. Dạ. Cộng với 40.000 là 76.000. Ok, 76.000 tiền liều bạc nha các bạn. Và này nhiêu nữa? Mỗi cái áo mưa 7.000 là 14. 36 cộng 14. 36 cộng 14 vậy? Chỉ như là 50. Tính lộn xong rồi. 50 nha bạn. Vậy là đồ dụng cụ của mấy cô 1 sao là 90. 90k nha bạn.
Còn đây là đồ ăn. Rồi đây là bill đồ ăn của mấy cu một sao, thì gồm có là nước suối rồi các kiểu, thì tổng cộng là 200k nha các bạn. Rồi đồ ăn của tụi nó thì sẽ có là một chai nước suối khổng lồ, sườn non giảm giá 30% các bạn, săn sale luôn mấy. Dạ dạ, ở đây có khuyến mãi nữa anh. Cái này là khuyến mãi chung với hình. Hai cái này là combo hả? Có chữ khuyến mãi đàng hoàng nè. Hàng tặng kèm nha, không có bán. Tức là mua sườn non 30%, giảm 30% còn được tặng thêm xúc xích nữa. Đúng rồi. Quá đã. Rồi mặn cho sen với em. Và tiếp theo là 3 hũ mì trộn, 3 lon nước ngọt, và cuối cùng 3 củ khoai lang. Tôi tặng 3 không à? Tại vì tem của tụi em là 3 anh chàng đẹp trai nên xài tất cả mọi thứ đều 3 món thôi. 3 anh chàng đẹp trai số đen và ít tiền nhé bạn. Nhìn coi kìa, coi nhà nghèo mặt trời kìa. 3 anh chàng đẹp trai may mắn. Tem 3 anh chàng đẹp trai của mình đó, rất là may mắn vào được một sao các bạn. Và tụi mình đã sắm một cái liều cực kỳ nhanh và gọn lẹ, chỉ cần trải ra là chơi các bạn. Văng ra. Đây. Yeah. Ở vừa kìa. Rồi, mọi người cái mấy đứa. Đó là tụi mình đã dựng xong liều rồi các bạn. Rồi, nằm thôi. Thời tiết này nay nóng á, mình có thể phơi nắng được. Rồi, tiếp theo là bên 10 sao tụi mình dựng liều các bạn. Cái này là cái đồ mỏng nha. Ghét quá anh Lâm ơi. Ok, tụi mình dựng liều, dựng liều lên lên. Tiếp theo tụi mình sẽ review cái liều 10 sao các bạn. Lần này tụi mình chơi hẳn một cái liều mông cổ phiên bản siêu to khổng lồ luôn, 18 triệu nha. Hồi đó là mình từng có một cái liều mông cổ là khoảng 6-7 triệu thôi, lần này là chơi hẳn 18 triệu xem là nó cách biệt như thế nào các bạn. Ở đây cát khá là nhiều các bạn nên tụi mình có đem theo một cái thảm cỏ nha, cho đỡ cát. Nó rất là bự luôn nè các bạn ơi. Nguyên cái hình tròn này là cái liều nha. Bây giờ là mình sẽ gắn cái cây này vô cái giữa. Rồi sau một hồi lay khoay thì tụi mình không thể nào cắm trại cái liều này ở sa mạc được các bạn. Do ở chỗ này gió nó rất là lớn, và mấy cái liều này nó bắt buộc là tụi mình phải cột mấy cái dây như vậy nè các bạn. Ở ngoài cát ngoài đó không có chỗ cột, ghim mấy cái cọc xuống thì cái cọc nó khá là ngắn á. Gió hội cái nó bật cái cọc lên luôn, nó bắt buộc tụi mình phải ghim nguyên cái liều tới cái chỗ ốc đảo nè, chỗ có cái gần cây dương này nè thì mới có thể làm được nha. Chứ cái liều này mà ra ngoài giữa là không thể nào là gắn được các bạn. Và clip hôm nay là tụi mình mua đồ ăn là có 3 triệu các bạn. Do là mua mấy cái liều với lại dụng cụ là các kiểu là nó hết tiền luôn rồi nên tụi mình đồ ăn là có 3 triệu thôi. Nhưng mà lần này là tụi mình mua đa số là tiệc nướng nha, rất là nhiều thịt luôn. Đây 3 triệu nha các bạn. Bill đồ ăn là 3 triệu thôi. Đây, đồ ăn của mình rất đơn giản. Gồm có là mớ nước, sữa đậu nành, mớ nước ngọt, nước suối dạng Nhật Bản gì nè các bạn. Tà đào, nhang mũi, bánh, trái, khoai đồ các kiểu, mớ bánh ngọt, thùng nước đá, bánh bao. Còn trong đây là cái thùng đựng kim chi. Cái này xương của quần ăn các bạn, bỏ ké mình mới không hư. Kim chi nè, nấm nè, phô mai có bọt cười, nấm kim châm, măng tây, dâu tây, xúc xích, thịt bò, thịt bò, thịt bò, thịt bò khổng lồ, thịt bò bằm, và cuối cùng là 3 tô bánh canh nha các bạn, bánh canh chả cá. Rồi tiếp theo là tụi mình review cái
bàn nướng 2 triệu các bạn. Hàng mua Shopee. Này thấy khá là lạ nên mình wow, mua bàn nướng tặng cái đồ kẹp nướng nha. Nhìn khá là đẹp nên mình mua về review thử. Khá là dễ lắm. Đó. Vậy vậy đây 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 đây. Dạng như cái bàn nướng là mỗi người sẽ đứng một góc. Góc này là cameraman nó sẽ quay qua. Và tụi mình sẽ để một cái bếp than ở đây các bạn. Để đồ ăn lên đây. Sau đó ngồi nướng. Và đây là cái liều 18 triệu các bạn. Cái liều 18 triệu. Bếp nướng 2 triệu là 20. Tùy đồ ăn 3 triệu là 23. Mớ niệm. Cái quạt sau đó 2 triệu đó là 22. Mới niệm mền mùng được các kiểu nữa là khoảng 28-29 triệu bạn, cũng đủ luôn đó nha. Đây trong cái liều thì rất là rộng luôn các bạn ơi, rất là rộng. Niệm đồ mền đồ túi ngủ đồ rất là nhiều, bao ấm luôn nha. Ok, nói chung là chút nữa mình sẽ quay cảnh lên đàn ngầu hơn các bạn. Và mình thấy đây có một cây cột rất là ok, chút tối biểu diễn được nha. Bây giờ tụi mình sẽ đốt lửa và ăn kèo phiên bản trên sa mạc các bạn. Trong thời gian chờ than nó chín các bạn thì mình sẽ đi thu hoạch trái cây nha các bạn. Ở trên sa mạc này được cái là trái cây là có rất là nhiều. Wow. Ok mấy cô theo anh nè. Ok anh. Đây trái cây nhà trồng. Wow, trái gì hấu. Thôi trời, lạc rồi. Này là dưa hấu không hạt. Sao biết? Nó có chữ mà. Cái này là dưa lưới. Ok luôn. Dưa lưới vàng. Rồi. Mày cứng quá nha. Dưa lưới Nhật. Dưa lưới Nhật các bạn. Và phía trên sạch cao cao đó thì chúng ta thấy được hai trái vú sữa. Mình thấy là mình nghĩ là nó chưa chín lắm đâu các bạn. Thôi nó còn cứng. Để ngày mai nó chín rồi ăn nha. Nói chung là ba người thì mình thu hoạch ba trái vậy thôi. Trên sa mạc là được cái là nó cây nó có rất là nhiều trái các bạn. Ăn rất là ngon nha. Rồi, tối nay ba anh chàng Ngự Lâm Quân may mắn sẽ ăn Ngự Lâm Quân may mắn nhưng mà vào một sao. Tối nay tụi mình sẽ ăn sườn non được giảm giá 30% các bạn. Tụi mình sẽ nướng là sườn non và ăn mì. Mì thì tụi mình có ba loại mì các bạn. Toàn thì sẽ ăn mì gì á? Mì xào. Mì, thôi gọi là mì xào hết đi các bạn. Tất cả đều là mì xào, trụng nước là có thể ăn được. Và uống bể ốp Fanta và Miranda. Ăn chén miệng là mặn nha các bạn. Ok, đầu tiên thì tụi mình sẽ nướng thịt trước. Nướng cái sườn non. Và mình chưa giới thiệu với các bạn. Đây là cái bếp của mình. Cái nồi của hạt sùng này là mình lụm được từ mấy bạn cắm trại trước. Còn than thì dĩ nó quy hoạch được, khu hoạch được của 10 sao. Và cái tụi mình đâu có dĩ nướng đâu bạn, nghèo khổ lắm. Nên tụi mình phải lấy hai cái cây tươi như thế này làm một cái dĩ nướng để nướng thịt nha. Mình sẽ đặt lên đây. Đúng 3 miếng thôi anh. Ê, chết. 4 miếng khó chia lắm. Để xíu em chia theo kiểu kia cho. Ok em. Trong thời gian mình chờ thịt chín đi thì mình sẽ uống trước lon nước để lấy cái lon này nấu mì nha các bạn. Nấu nước vô cho sợ 10 sao trừ 9 sao. Hảo hán. Vô. Hảo hán. A few moments later. Sau khoảng một thời gian dài thì thịt sườn non của mình nó cũng đã chín rồi các bạn. Và nước của mình cũng đun sôi hết luôn rồi nè. Nó nóng hết luôn á. Rồi giờ thì lấy ra mình sẽ bỏ vào mì. Với nước vào và để nắp thử chờ khoảng 3 phút thôi. Còn thịt bò này thì mình sẽ ủa không thịt heo này mình sẽ đảo lại. Wow, trời ơi, nhìn kìa, đang dạ. Đang đâu mà đang chưa nhìn nó vậy thôi chứ. Ôi.
Rồi lên. Ờ. Đang niêu rồi tự chứ. Nghịch mà phải quán sợ. Thôi mình ảo một cục thôi mày. Mấy cục kia chắc không cháy đâu. Mì thì tụi mình cũng đã trộn vào, tụi mình đã trộn hết gia vị vào các bạn. Bây giờ thì tới cái lúc mà mình sẽ phân chia thịt. Dạo này mình đang có một cái chế độ ăn kiêng á các bạn. Nên quyết định là mình sẽ không ăn thịt đâu, mình sẽ nhường lại. Đây mình có 4 miếng, mình sẽ chia mỗi đứa 2 miếng. Wow. Còn với anh Vĩ. Trời ơi, cho hai đứa review. Hào phóng quá. Đúng rồi. Wow. Rồi ăn thử review thử mấy đứa coi thịt có ngon không. Đây nè, cho đứa 2 miếng chứ. Tiên thui quá. Nên vậy mình ăn cái này. Wow. Em phải để thông cảm với mình. Thử. Rõ ngon rồi. Nó mặn nữa. Thịt nghe mình... gập mặn nữa. Thịt mình có ớt gì đâu mặn em. Thơm nghe gập nghe mặn. À giờ chắc mình trộn với gia vị đúng không? Đúng rồi. Cũng cái như mình uống nước ngọt nè. Hảo hán. Hảo. À giờ anh ăn, ăn trúng cát hay gì ạ? Mặn ngon rồi đó. Ngọt ngọt. Từ mình chưa xuống luôn. Giờ còn có chén muối tôm đó là tuyệt hảo. Nói chung thì buổi tối tụi mình ăn đơn giản thôi bạn. Mình biết đâu mình sao đâu hiểu được cái cảnh này không, cảm giác này không. Mình muốn á, lần sau mình trải nghiệm thêm một sao các bạn. Lần sau gì tầm này một sao ngon hơn. Trời ơi, mình thì đã 4 tập một sao rồi. Mình không tập hơn 5 là mình sẽ vô được thêm một sao nữa. Đã thành series một sao luôn. Ghê tốt á. Rồi ok, nói chung là hang đã đỏ nha các bạn. Nên bây giờ tụi mình sẽ làm đại tiệc nướng ở view sa mạc nha. Wow, có hùi, tối đen như mực luôn. Không có gì thấy gì hết. Đầu tiên thì mình sẽ nướng mấy cái món chay nướng nha các bạn. Đó chính là nấm nha. Mình sẽ ép ca nấm nè. Mặt bay. Nấm. Xúc xích. Cái kiểu cái phong cách này là chúng ta sẽ nướng nhiều ăn nhiều nha các bạn. Cứ cái đập chính thì tự gấp ra ăn. À, hiện tại là tháng 12 các bạn. Mùa đông, gió thổi khá là lạnh. Ăn thịt nướng nữa. Rồi xung quanh là toàn là bóng đêm. Rất là feel luôn. Đây chút dọn nha. Ok. Mình sẽ review nước phong cách sa mạc. Đây trong thời gian chờ biểu diễn thì nó cháy xúc xích nha bạn, nhưng không sao, xúc xích này mình lột vỏ và ăn bên trong nha. Đây biểu diễn chờ đợi ăn cây xúc xích. Đó. What the hell? Ăn cái hơn. Wow. Ăn lẹ nó cháy hết rồi. Kỳ á. Trời, cameraman nó bắt máy lên cái cháy hết các bạn ơi. Phải nói là gió hỏi lạnh. Rồi ăn thịt nướng nóng nữa. Bơ phạt luôn các bạn, rất là đã luôn. Đây món này được cho đây nè. Wow, hấp dẫn quá anh. Bánh bao kẹp nha bạn, món của mình bữa mình làm rất là ngon. Đó. Đó chưa? Wow. Bỏ lên. Đây biểu diễn thử em. Cắn cái hạt bự cho ngon. Cắn nó luôn nè. Sao được không? Được anh. Rất là mọng nước. Rồi tụi mình chín mẻ thịt thứ hai các bạn, tròn đại luôn. Đây đại không có đồ kẹp. Cảm ơn em. Mình sẽ
cuối cùng này nha mấy bạn. Trời ơi, họ nhìn mất nước kìa. Mẹ ta đóng kìa. Vừa như tới luôn á. Cái mềm. Được rồi. Quá đã. Quá. Dâu Hàn Quốc rất là ngọt. Không vậy mới ngầu anh. Cho kìa. Múc băng mà. Cản vô, cản cản cản. Vô. Vô. Phải nói là buổi tối thịt nướng trên sa mạc cộng thêm mùa đông lạnh lạnh nữa, ăn rất là đã nha các bạn. Ok, bấm mấy đứa nè. Ok anh luôn, cầm xương đỡ đi. Ok. Ủa đâu ra thằng Dĩ đây à? Thịt nướng em. Thôi anh, em là nghèo trên sạch gách cho hôm. Em muốn đồng cam cộng khổ với em một sao của em đúng không? Thiệt không? Thiệt. Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, em không có ăn đâu. Hoàng thôi, hoàng thôi. Very good. Ăn hơn, chín thì hơn. Ok anh ơi. Không biết bao giờ chơi nữa đó. Thù gọn. Trời ơi, vậy ai là vậy? A few moments later. Ngon em. Trời nó nấu rồi mà ngon lắm. Anh đã nói rồi, nó bao nhiêu lần rồi. Con trời lạnh, ăn thịt nướng rất ngon. Trời ơi, quá kém một kém luôn. Rồi sau khi ăn chiều xong thì tụi mình quay vòng bên đống lửa hang nha bạn. Và làm cái tiết mục gọi là nướng trái cây ăn chơi. Như đây các bạn nhìn thấy là mình team 10 sao tụi mình đang nướng bắp với bạn. Mình thấy bắp này khá là lạ nè, mua về ăn review thử. Bắp nếp Nhật Bản. Cái hạt nhỏ xíu luôn anh. Đúng rồi, hạt nhỏ xíu rồi các bạn. Và mình có mấy củ cái này gọi là khoai tây tím các bạn, nướng thử một củ ăn coi như thế nào nha. Rồi bên ăn biểu diễn gì không em? À, tối nay ba chàng trai người Lâm Quân siêu đẹp trai của team mình sẽ ăn khoai lang và chén miệng là mặn nha. Hiện tại thì còn có hai trái mặn à, chia nó rất là kỳ. Mình thì là một anh lớn nên quyết định mình sẽ ăn một trái. Hai đứa tự chia ra. Thôi coi cảm động. Anh ba chia cho em Út nè. Mà... đúng rồi, em Út đúng không? Ừ. Nên em cứ ăn ít thôi, hiểu không? Đó, đó. Đó xuống nha. Hào qua đây thì tụi mình sẽ đem đi nướng mà. Và uống một bình rượu Avolina. Rất là hảo hán luôn. Ok, để ở đây và chờ khoai lang nướng. Trong thời gian chờ khoai lang nướng thì mình sẽ ăn mặn. Ủa, bởi 10 sao cũng có nước à? Đúng rồi, bên anh cũng có nước suối mà loại mới mà không biết nước suối gì nữa. Rất là lạ luôn. Để mình chút mình uống review thử luôn nha. Rồi bắp mình chín này, mình sang thử bắp nếp Nhật Bản. Nó cũng hơn như bắp nếp của Việt Nam mà thôi các bạn. Sao anh? Nó cũng như bắp nếp Việt Nam mình thôi à. Nó chỉ khác là cái hạt nó nhỏ hơn thôi nha các bạn. Cái hạt rất là nhỏ. Nó sẽ đỡ ngán hơn. Còn cái bắp nếp Việt Nam mình cái hột bự thì ăn hơi ngán một tí. Cái thử luôn. Vậy thôi, không có gì hết. Đúng rồi, giống y luôn. U thử nước. Spot green. Nước uống hơi hào. Nước uống hởi hao nha bạn. Nước uống hởi hao. Uống thì nó cũng như revive thôi bạn. Nhưng mà nó lợi lợi hơn chút. Nó ngọt ngọt lợi lợi. Giờ anh Quýnh nó y bình này là chạy tới sáng luôn á. Có nhiều điện giải á. Nói chung là nước này là dành cho người hít hởi hao nha bạn. Ô, cái bình nhỏ xíu 10 sao chén thiệt chứ. Coi bình của người ta nè. Bự phải 5 lít. Uống rượu của em nó trong khe, rượu của anh mới đúng rượu nè, đục ngầu phải không? Ha.
Mạo hán. Đây cái khoai tây mình chín rồi nha các bạn. Mình sẽ review khoai tây bột tím nha. Sao cứng dữ vậy? Wow, khoai lang. Đó, khoai tây gì mà nó như khoai lang tím luôn các bạn ơi. Phải thật. Đây đang thử miếng rồi. Như Đà Lạt. Sao lọt cái ngon nhất nha. Trời kìa. À. Nó nóng quá bóp cái nó xì ra các bạn. Nói chung là ăn nó giống như khoai củ cốc các bạn, cái củ khoai từ rồi cái kiểu á. Và nó cũng giống gắt giống khoai tây nữa nha. Và đặc biệt là nó màu tím thôi. Ăn bột bột rất ok, rất lạ. Còn khoai cũng ăn cu nãy giờ nó vẫn chưa chín các bạn ơi. Không phải gọi là cu nha, chỉ anh chàng hảo hán. Đồng Phương. Ok. Rồi đây buổi tối thì căn phòng tụi mình được trang trí như vậy rất là đẹp đúng không bạn, đèn đốm được các kiểu. Và đặc biệt là rất là rộng luôn. Như đại là góc bên đó, Khương là góc bên đây. Mình thì góc này. Còn cameraman thì mình chắc là sẽ cho nó ngủ ngay đó nha bạn. Ngủ ngay trong tấm thảm mà lót chân. Rồi như đã nói thì bây giờ tụi mình sẽ có tiết mục đặc biệt của ban đêm. Cho mời Mỹ Nhân. À bây giờ là đây là Mỹ Nhân của bên nước láng giềng một sao các bạn. Tụi mình mới mời ra đường để biểu diễn. Ok biểu diễn em. Sau một thời gian chờ đợi thì khoai của mình nó cũng đã chín rồi nè các bạn. Đây. Ở đây có ba củ khoai, đáng lẽ là ba người, nhưng mà rất tiếc có một bạn nó đã đi làm kỹ nữ rồi các bạn. Nó bán nghệ rồi còn bán thân nữa, mình chán không muốn nói là không hán gì tầm này nữa. Đúng là cuộc sống muôn sinh. Ok, tụi mình sẽ chia khoai ra mà ăn. Dương khoai này chắc để sáng mai ăn luôn em. Hợp lý ha. Đây em cầm đi em. Không. Sao anh cảm thấy anh ác với em quá à? Nhưng mà không sao đâu em. Kệ. À, tụi mình sẽ ăn cái đống khoai này. Sau đó thì tụi mình sẽ đi ngủ nha các bạn. Buổi tối quậy sao mệt thì ăn khoai như thế này thôi nha. Em mua khoai tím hả Toàn? Em cũng biết em khoai gì. Không được. Sau khi ăn khoai thì tới chương trình là đi ngủ nha các bạn. Đó, không hiểu sao mấy thằng 16 bị gì mà nó cứ hảo hảo chứ các bạn. Chắc ăn mà nhau hảo. Ok, cái tối ngủ á thì nó sẽ có sương với cái hơi đắt lên đó các bạn. Nên tụi mình sẽ ngủ bằng cách là ụp lợn nha. Ở dưới đây thì mình có phủ một cái tấm mạc rồi. Nên không có hơi nước từ dưới đất lên đâu, hơi đắt. Còn trên đây thì mình sẽ đậy lợn. Đầu tiên thì Toàn vào với em. Thằng kia bán thân em ơi. Bán nhờ em ơi. Mấy này này nếu có lạnh quá thì che lại nha em. Rồi, bịt lại. Mình sẽ đẩy Toàn trước nha. Ok chưa em? Ok anh. Thẳng chân không được đúng không? Không sao được em. Lên chỉnh lại. Rồi tiếp. Rồi, tiếp theo là tới mình. Rồi, ok. Chúc
tất cả các bạn ngủ ngon nha. Rồi sau một hồi biểu diễn văn nghệ xong thì Hằng Vĩ nó đi về cái lưu sơn bạc của nó nha các bạn. Và bây giờ cái đám tụi mình là team 10 sao sẽ đi ngủ. Cameraman nó sẽ ngủ ở đây. Tắt đèn nha các bạn. Không có đồng bộ, tắt từng cái từng cái. Và mình vẫn sử dụng cái gối của mình nha các bạn. Và ngủ lên cái tấm túi ngủ. Nếu tối nay mà có mưa gió gì mình sẽ cập nhật tình hình sao nha các bạn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Rồi, tới sáng các bạn ơi. Cái lều này nó rất là bự nên ngủ nó không có nực, không có nóng gì hết các bạn. Đặc biệt là sa mạc thì cũng không có lạnh lắm các bạn. Ngủ rất là ok nha. Nói chung là kinh nghiệm cắm trại thì lều càng bự, càng lớn thì nó khoáng các bạn, nó không có hầm. Thì ngủ rất là ngon các bạn. Còn lều nhỏ nhỏ thì nó ngủ chỗ lạnh mới ngon nha. Chứ ngủ chỗ mà nóng nóng thì nó sẽ rất là hầm nha các bạn. Nói chung là lều bự ngủ rất ok. Chỉ có dựng cái lều này hơi khó một tí. Nó quá là bự và cồng kềnh. Dựng phải 3-4 người mới dựng được nha. Vậy mấy cô à. Hello. Vậy chuẩn bị ăn sáng. Còn cameraman này cho nó nằm đây tí. Hello. Ok không em? Ăn cái này. Hello. Hello, hello. Dậy sáng mấy cô ơi. Lại giống bữa này, mở hòm ra nha. Wow. Ma cà rồng sống dậy. Ổn áp em? Ổn áp anh. Ngon à. Tối ngủ ấm nhưng mà có cái điểm trần á. Là két hả? Dạ không. Lạnh nè, ở dưới đó. Cái đất lên. Do em nằm dàn dĩ nằm hát em nè, nó không bị lạnh nè. Cái này nó phải dậy kìa. Làm bạc phải dậy, ổn áp ok. Nói chung thì cũng ổn áp à. Cũng vậy là đủ rồi. Cho mở hòm toàn vậy luôn. Ở đâu rồi? Mai cà rồng. Highway. Ok, dần đoạn sáng thôi mấy cô. Rồi buổi sáng tụi mình tiếp tục quay hoàng bên đóng lửa. Lửa nướng nha bạn. Để chế biến cái món bánh canh. Bánh canh chả cá. Hàng này là hàng đông lạnh. Chúng ta chỉ việc rã đông nó bạn thôi. Đây, có quy tô như vậy nha bạn. À, mình mua mình tưởng đâu cái tô này là nó bằng sành đó bạn. Mình bỏ lên trên bếp mình nấu nó và ăn. Kết quả là được cái tô này bằng nhựa nha bạn. Tô này là chúng ta chỉ có thể nấu nó bằng lò vi sóng thôi. Còn mà bỏ lên lửa thì nó sẽ quýu là nó cháy, không phải ăn được các bạn. Rồi bên kia có biểu diễn món gì không mấy em? Bên anh fail rồi á. Đúng là 10 sao tại thật các bạn. Sáng sớm thì tem 1 sao của tụi mình còn được gọi là ba chàng Ngữ Lâm Quân may mắn. Thì tụi mình sẽ ăn xúc xích miễn phí được tặng. Uống một bình Ngữ Nhi Hồng. Từ. Và tối Vĩ nó đi mua vui, múa ngợi cái kiểu qua đêm. Nó được 2 chai nước như thế này quá là tuyệt vời luôn. 4 lượt em nó uống hết 2 chai rồi đó. Ok. Sao mày không thích vậy? Thôi nhưng không sao mệt mà đúng không? Cuộc sống mà. Đi bán ngợi giết mà. Wow. Xúc xích thì có 5 cây. Mà tem mình thì có 3 người. Lại khó chia nữa vậy. Đâu tối Vĩ nó đi múa nghệ nè. Là một hảo hán mà đi múa nghệ là quá là tệ bạc rồi. Một cây thôi. 2 cây. Mình 2 cây. Còn 2 cây. Ok các bạn. Quá hợp lý. Ủa hai hàng uống nước ngọt, hàng uống nước rượu là sao vậy? Ngữ Nhi Hồng. Nói là bình Ngữ Nhi Hồng nha. Bình thường hàng uống hôm qua nay uống chưa hết nữa. Quá đã. Nói chung là bên của 10 sao tụi mình tính biểu diễn món bánh canh nhưng mà kết quả là không ăn được các bạn. Nên đành uống sữa đậu nành. Đây. Sữa đậu nành Hàn Quốc. Sữa đậu nành Hàn Quốc nha. Tiếng Hàn không?
Ok, chúng ta 6 anh em mình cạn ly cái nè, xong chưa? Vô! Vô! Ảo hẹn! Cạn ly! Ảo! Này là nữ Di Hồng nè. Bộ gấu rú vậy nè mấy ba. Nói chung là clip này là tụi mình biểu diễn 1 sao, 10 sao. Có màn livestream bóc sao luôn. Và thằng ăn là sau tập này là tập 4 rồi. Mà em hết 3 lần 1 sao. 3 lần 1 sao hả? Và 1 lần 10 sao. Tập đầu tiên là tụi mình cắm trại 1 sao, 10 sao, không có phiên bản gì hết. Chỉ là 1 sao, 10 sao thôi. Tập 2 là tụi mình tên Hồ. Tập 3 là tên núi. Và tập 4 này là ở tên sa mạc các bạn. Các bạn nào chưa xem những tập trước là ở tên núi 1 sao 10 sao, ở tên mặt nước 1 sao 10 sao thì các bạn nhấn đi phần mô tả video để xem nha. Ok, nói chung là clip hôm nay là chủ yếu là đơn giản là tấu hài và trải nghiệm cắm trại phiên bản sa mạc mùa đông này, coi có lạnh hay không. Kết quả là nó không có lạnh lắm nha bạn, ngủ rất là ngon luôn là đằng khác. Bạn thích video này nhấn like, chia sẻ để mình nhấn đăng ký kênh mạnh tay để ủng hộ tụi mình làm clip 1 sao 10 sao tập 5. Những phiên bản mới, ví dụ như là tên biển, tên bãi biển, tên đảo hoang gì đó nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Hảo Hán, vô! Vô! Vô!